ốc quế sầu riêng, ốc quế sầu riêng. Hai mọi người mình đi ăn kem ốc quế nha. Ở trong Takashimaya có một cái quầy kem tên là Hokkaido, một quầy kem rất là nổi tiếng. Đây là chỉ có bán bánh cheese tart thôi, mà sau này cho ra các cái dòng kem ốc quế và rất là nhiều món từ phô mai. Hôm nay tôi đến vì cái deal một cành hoa trên một cây kem từ ngày 19 tới ngày 28 tháng 11. Đây có chương trình Black Friday. Mua hóa đơn 50 cành sẽ được mua một cây kem với giá một cành, tức là sẽ có ba đứa đi mua kem và trong đó có một đứa mua được một cây kem 1.000. Có hai người đi à, nên em hai chị một nha. Chị đi mua kem cho em đi. Ủa có bánh mì hơi hả? Ơi, ốc quế sầu riêng thôi, ốc quế sầu riêng, ốc quế sầu riêng thôi, bánh mì với nước cũng ngon. Ui là trời, tôi diễn cái cảnh ốc quế sầu riêng mà mấy bé nó ngồi kế bên đó, nó bụng miệng không á mọi người. Biết là nó cười hay nó ẹ nữa. Rồi mọi người biết rồi đó, kem nó ra nhiệt độ phòng mình sẽ tan đúng không? Nên tôi năn nỉ lắm mà mới xin được cái hộp để tôi dầm kem theo trend giống mấy anh chị tóc tóc nè. Nhưng mà cách này ổn lắm nha mọi người. Kem rất ngon nhưng rất tiếc không có ốc quế sầu riêng, vì hiện tại chỉ có vị phô mai và dưa hấu thôi nha. Nhưng mà không sao, tôi thích béo mà, nên tôi mê cái kem phô mai dữ lắm. Thì thôi nha, tôi ăn kem đây. Bye bye mọi người. Bye.